cũng có một làn sóng chuyển hướng ra làm startup blockchain, nhưng mà thời của mình để mà đặt câu hỏi thì thật sự là không ngoài. Nếu mà pha lên mà lan truyền cái sản phẩm game mà chính thức sớm hơn thì có lẽ là mình đã đi nhanh hơn. Đấy cũng là một cái điều mà bọn mình cũng khá là trăn trở về cái câu chuyện này, thì nó sẽ có những mặt tích cực riêng, một cái yếu tố là may mắn vừa đủ. Họ đi đầu cái xu hướng là click to earn, và hàng loạt các cái sản phẩm game sau cũng đi theo cái trào lưu đấy. Nếu mà tập trung vào phát triển và finance quá như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng thứ nhất là về yếu tố game. Khi mà làn sóng đến rất nhanh thì làn sóng Bitcoin rất nhanh. Khi mà một miếng bánh crypto mà rất nhiều người cùng chia sẻ rồi, nên bên mình tập trung vào việc thu hút những cái game mới thực thụ hơn. Không thể nói là cái chiến lược nào hơn cái chiến lược nào cả. Mình tập trung vào xây dựng nội tại trước và để phát triển ra ngoài thì sẽ phải chịu nhiều cái áp lực và thiệt thòi. Tức là người chơi đến tìm được lợi nhuận, không người chơi khi nào là đủ người ta bỏ đi. Có rất nhiều tựa game thì nó sẽ vòng đời của nó sẽ ngắn. Vậy trong cái quá trình phát triển đấy mình có phải thay đổi gì để thích ứng với cái thị trường không? Có cả kinh nghiệm từ những cái bọn mình chưa làm được nữa. Quá trình của mình rất là mới và rất là thú vị. Vậy hướng đi sắp tới của Pha Lên ra gì? Và từng bước sẽ đưa ra những cái chiến lược hợp lý trong cái câu chuyện phát triển. Ngoài ra sẽ còn những cái khác là về nền kinh tế trong game phát triển như thế nào là hợp lý. Cũng chính vì những cái nhà đầu tư lướt sóng như vậy làm cho dự án bị cung chuột rất là nhanh. Rất ít dự án làm được nhân 300 lần so với giá IPO. Dù Bitcoin đã trải qua mấy đợt sập gần đây, điều này sẽ là một điều rất không hay khi nhìn về góc độ nhà đầu tư. Thì mình sẽ muốn làm việc với cái dự án ấy như là một cái con bể của mình ấy. Lúc mà gọi đầu tư và đưa lên trên sàn giao dịch, nó vẫn chỉ là câu chuyện trên giấy thôi. Đây là một câu chuyện rất là lạ. Cái game này có thực sự hợp để ứng dụng cái blockchain và NFT vào không? Game chưa chắc đã tương tác được. Anh đánh giá sao về chất lượng các dự án của Việt Nam so với những dự án nước ngoài? Những người mà chưa đủ khả năng để đưa dự án đến lúc đó. Đây là cái sai lầm về cái lựa chọn đầu tư. Chúng ta hay nói là do tầng nào của mình tầng đấy, quỹ sẽ đi tiết trình của chúng ta. Chúng ta là đi tiết trình của quỹ nữa. Tiềm năng của cái dự án đấy tức là phát triển đâu. Khi người ta nhìn vào đó, người ta sẽ anh đánh giá cái tính ứng dụng của cái đồng hồ tầng đấy. Ngoài những cái nhu cầu sử dụng của tầng này ngay bây giờ, nó có thể phát triển thêm cái trong tương lai không? Đón xem Blockchain Talk phát sóng vào 20h30 thứ 3, thứ 7 hàng tuần trên YouTube HotQA.